Chào mừng quý cô chú anh chị đến với kênh Cậu Ba Kiên Giang. Hôm nay gia đình mình đi tham quan tỉnh Bạc Liêu, mình ghé qua chỗ mẹ Đông Hải, là coi như là ở đây là gọi là chùa Hưng Thiện ở tỉnh Bạc Liêu. Sẵn tiện mình cũng làm cái video clip này gửi đến với cô chú anh chị xem, mong quý cô chú anh chị ủng hộ kênh nhé. Cũng như là chuyến tàu riêng đi về 600 đó. Rồi, ok, rồi đi. Rồi mà cô bác mình xuống tàu theo em luôn. Xuống đây luôn nè, chỗ này bến đò kìa. Rồi, ở đây là tới bến đò đi vô mẹ Đông Hải. Một chuyến đò, một đoàn của mình đi một chuyến gì là bằng đi bằng về là 600 ngàn. Đoàn này quá đông luôn, có 8 người. Xuống đò đi. Rồi cứ tự nhiên xuống luôn. Đây nè, nhớ số mũi đò của mình nha cô bác ơi. Đò đậu đợi mình luôn. Rồi đò này là đò 99 phải không? Dạ, số đò 99. Rồi nhớ luôn. Đậu đợi mình luôn nha. Đợi luôn phải không? Rồi cô bác mình ơi, mình xuống mình nhớ lấy cái tay vô nha, đừng để tay ngoài nha cô bác. Ủa, đây là nằm trong tỉnh gì chị? Dạ Bạc Liêu. Bạc Liêu rồi hả? Dạ. Rồi Hưng Hội Bạc Liêu. Rồi để tay vô trong nha, lấy cái tay vô đút cái đầu ra. Quá trời đò luôn, tổng số đò biết bao nhiêu đây nè. Rồi xuất phát. Nếu mà chiếc đò này mình đi hết tổng hết người chắc cũng nhiều nhiều ha, cỡ hai mấy ba chục người có ngồi quay phim mà có gì đâu. Hồi đó đi chuyến này cũng quay phim cái kênh Cậu Ba Miệt Vườn á, chuyến này là kênh Cậu Ba Kiên Giang. Rồi xuất phát luôn. Cái hai bên bờ đê nè, giặt cũng cũng nhìn thấy có nhà cửa cũng ít đỉnh chứ không thấy nhiều. Rồi tốc độ luôn á. Hai bên là ruộng vườn không lớn, quá chạy luôn rồi, chạy tốc độ luôn. Hình như mà từ ở bến đò mình chạy vô tới chỗ là hình như 20 phút mới vậy, 15-20 phút gì nhớ nhớ đợt đó đi có một lần. Thấy cù quẹo à. Thank you.
đâu đang nhớ à? Nhớ đây không? Nhớ đường này không? Sao quên? Dở gì? Trên nó làm ruộng muối chứ không phải là ruộng lúa. Đi nhìn thấy chỗ đây tới thấy cho bà Phật đứng rồi nè. Thấy bà Phật đứng rồi kìa. Hả? Ở đây ta làm ruộng muối mà chứ không phải ruộng lúa. Muối á. Đây là bỏ đổ nước bơm nước lên trên cái ruộng người ta làm muối á. Có chiếc tàu chạy kìa, chạy ngược chiều nhau là chạy ghê hồn không, quá dữ dữ. Thấy cầu này quẹo bên tay trái nữa. Đúng chính xác, nhớ luôn. Đúng rồi, đợt đó ông đó ông chạy ẩu. À, chiếc đó một chiếc chạy ga nữa nè. Sáng tới tới bến luôn, hên quá tới rồi. Đây tới bến rồi nè bà con, đậu vô nè. Chín mươi chín chưa tới, chậm mới tới. Có sẵn rồi, đem từ đem bông từ ở Kiên Giang lên cúng luôn, đặc biệt. Rồi có đủ luôn.
Đây là bán nhiều, hình như cái này đã đổ cái đường lại nè, cái đường lớn nè. Qua đổ bán nhập. Lối vào chùa có bãi xe miễn phí. Ủa gì xe chạy lên tới đây được không? Có bãi xe à. Đây bán đồ tùm lum hết nè, các loại luôn. Những thứ luôn. Đủ các loại. Hai muối gì nữa? Ủa xem đào mình chạy vô tới đây được luôn đó hả? Ủa rồi xe lớn có vô được không? Nhỏ đi vô được mà. À, vậy là xe chuẩn bị làm cầu gọi là xe lớn vô được luôn. Ừ. Đây là chùa, có cái tên là chùa Hưng Thịnh nè. Chùa Hưng Thịnh. Xã Hưng Hội, Bạc Liêu. Đây trước cổng chùa thì mình nhìn thấy nè, là bà mẹ Phật Quan Âm lớn đứng nhìn ra cái hướng đông, là gọi là mẹ Phật Quan Âm Đông Hải. Hai bên có một, mỗi bên có một hàng Phật đứng, đều là Phật mẹ Quan Âm hết, một bên ngồi một bên đứng. Như ngày thường hầm ra cái số khách như cũng thưa, không được đông lắm. Ở đây ở trước mặt mẹ thì có để cái bàn để khách đến cúng, cái chậu để cắm nhang. Đây đặt đồ cúng ở đây. Đây cổng tổng quan ở khu vực nè. Cây mình đếm thử coi bao nhiêu Phật hai bên ha. 2 4 6 8 10 12 14 16. Vậy là mỗi bên 16, 16 là 32. 32 mẹ Phật Quan Âm hai bên. Đây chỗ ở dưới chân mẹ Quan Âm đứng nè. Này là phía dưới chân. Kiến trúc trong đây cũng rộng lớn ha. Đây
Đây có những hình Phật. Đây chỗ cầu thang hướng mình đi lên trên chỗ chân của mẹ Phật này. Rồi mình đã đặt chân lên tới chân của mẹ Phật Quan Âm mình nè. Ở đây phía trên mình nhìn xuống nè. Đó thì có ngôi chùa bên đó thì đang xây dựng, chưa có hoàn thiện. Quán Âm Phật Đại. Có cái vòng sen trên cái bông sen. Xung quanh đây là hình như là giữa cánh đồng ruộng. Cái chùa này ở đây thì giữa cánh đồng ruộng, xung quanh là nhìn thấy nè, rộng lớn. Đó người ta làm lúa, cánh đồng lúa đó. Đây là trước sân khu vực chùa nè. Chùa trong giai đoạn hoàn thiện đó. Đây có đang làm một tượng Phật nữa nè. Đó. Đó là Phật này cũng là Phật Phật mẹ Quan Âm nữa. Chút vô đây nè Tiến. Đây nè, đi vô đây với cha nè. Lên đây nè. Đi. Rồi mình sẽ vô trong đây tham quan luôn. Ở phía tầng trên là còn trong giai đoạn hoàn thiện. Hình như là ở tầng dưới thì đi vô tham quan được. Tầng trên còn trống. Rồi mình sẽ đi vào tầng dưới. Đây. Ồ. Đây đẹp quá. Kiến trúc xây dựng tỉ mỉ tận mẫn quá ha. Giảng đường. À, khu vực giảng đường. Để dép đây đi. Oh. Chùa quá trời rộng lớn à. Đẹp.
mộng luôn. Vô đây mát lắm nè, mát gửi à. Vô giảng đường nè. Đó. Quá rộng nè. Kiến trúc xây dựng cũng rất độc đáo luôn. Đi ra khu vực bên hông chùa nè. Ô, quá rộng luôn. Hành lang bên hông nè. Quá trời. Đi xuống lại đi leo lên tầng trên kia có được cái gì không? Rồi bị ai đó la. Ai đâu lá? Đi mà lá gì? Đi nè, hai đứa đi lên trên đây mình tham quan trên đây luôn. Ừ, ở đây còn cho đang thi công. Cũng rộng quá nè. Rộng lớn quá. Ồ. Từng lầu này đang thi công. Quá lớn rồi. Rộng mênh mông luôn. Trời ơi. Giống biệt thự hả? À, trên làm quá trời công phu. Đó cũng làm khắc tượng Phật nữa. Ở phía trên nhìn xuống nè. Rồi, vì là mình cũng đi tham quan hết cái khu vực ở chùa Hưng Thiện. Ê, chùa Hưng Thiện này thì người dân gọi là Mẹ Đông Hải. Cùng mình cũng kết thúc cái video clip này. Cảm ơn quý cô chú anh chị xem hết cái video. Mến chào và hẹn gặp lại nhé.